Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Hình ảnh trước mắt các em là hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ngày nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy, để hiểu rõ được hơn vấn đề nhà nước, cơ cấu chức năng và quyền hạn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay, Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài 17. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tiết 1. 1. La mã thông tin sự kiện. Các em đọc sách giáo khoa trang 54. Sau khi các em đọc sách giáo khoa phần thông tin sự kiện, cô có câu hỏi: nước ta, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ bao giờ và khi đó ai là chủ tịch nước? Đáp án: nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Bác Hồ làm chủ tịch. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời từ thành quả của cuộc cách mạng nào, do đảng nào lãnh đạo? Đáp án của cô: từ thành quả của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 do đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nước ta đổi tên từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào? Đáp án: vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào? Đáp án: vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cô giới thiệu thêm cho các em biết về bản tuyên ngôn độc lập của nước ta thì ba văn kiện được các nhà sử học coi như ba bản tuyên ngôn độc lập trong lịch sử Việt Nam. Bản thứ nhất là bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Bản thứ hai là bài cáo Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Bản thứ ba là bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh soạn thảo. Vậy, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam, một nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Vậy thì, theo các em, nhà nước ta là nhà nước của ai? Đáp án: nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chúng ta đi vào phần 2 la mã nội dung bài học. Một nhỏ, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đảng nào lãnh đạo? Đáp án: do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chúng ta tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ của 2 la mã. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Vậy thì bộ máy nhà nước bao gồm những cơ quan nào? Chúng ta sẽ đi vào phần 3 nhỏ của 2 la mã. Bộ máy nhà nước bao gồm. Trước tiên, cô và các em sẽ tìm hiểu khái niệm của bầu cử. Vậy thì, bầu cử là một quá trình đưa ra quyết định của người dân để chọn ra một cá nhân nắm giữ các chức vụ thuộc chính quyền. Đây là cơ chế thông thường mà các nền dân chủ hiện dùng để phân bổ chức vụ trong bộ máy lập pháp, thỉnh thoảng ở bộ máy hành pháp, tư pháp và ở chính quyền địa phương. Cô giới thiệu thêm cho các em biết về kỳ họp quốc hội, là nơi biểu hiện trực tiếp và tập trung nhất quyền lực nhà nước của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội có chức năng lập hiến, lập pháp,
thảo luận dân chủ và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cô giới thiệu thêm cho các em biết điều 2 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Vậy thì các em quan sát sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước trang 56 và nghe cô hỏi: bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Đáp án: bộ máy nhà nước được chia làm 4 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Vậy thì bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào? Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bộ máy nhà nước cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương gồm có những cơ quan nào? Bộ máy nhà nước cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương gồm có Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh. Bộ máy nhà nước cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm có những cơ quan nào? Bộ máy nhà nước cấp huyện gồm có những cơ quan: Hội đồng Nhân dân huyện, quận, thị xã, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị xã, Viện Kiểm soát Nhân dân huyện, quận, thị xã. Bộ máy nhà nước cấp xã, phường, thị trấn gồm có những cơ quan nào? Bộ máy nhà nước cấp xã, phường, thị trấn gồm có cơ quan Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Và sau đây là tổng thể sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước. Và sau đây là sơ đồ phân công bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước bao gồm có các cơ quan. Cơ quan quyền lực là đại biểu của nhân dân, gồm có Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước gồm có Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp. Cơ quan xét xử gồm có Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân địa phương và Tòa án quân sự. Cơ quan kiểm soát gồm có Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân địa phương và Viện Kiểm sát quân sự. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Chúng ta ghi tựa bài 17, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiết 1. Một là mã thông tin sự kiện, hai là mã nội dung bài học. Các em ghi vào vở dùm cô 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ.
cô và các em cùng giải bài tập A. Câu hỏi: giải thích vì sao nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đáp án: nhà nước ta là thành quả của cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 của nhân dân ta, tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do nhân dân bầu ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân. Cô có một số câu đố vui, các em lắng nghe câu hỏi của cô nhé. Câu số 1: em hãy miêu tả quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Câu số 2: em hãy miêu tả hình dạng quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Câu số 3: thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ở đâu? Đáp án: ở Hà Nội. Câu số 4: ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào? Ngày 2 tháng 9. Câu số 5: quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài hát gì? Bài Tiến quân ca của Văn Cao. Cô sẽ tóm tắt nội dung bài học bằng một lượt đồ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Về phân cấp, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân cấp cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Về phân công, gồm có các cơ quan quyền lực, các cơ quan hành chính, các cơ quan xét xử và các cơ quan kiểm sát. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.